Năm 2023 được tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là năm tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhằm dần hoàn thiện các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Cùng với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ của trung ương từ cuối năm 2022 và đầu năm mới 2023, Thừa Thiên Huế đã thực sự chuyển mình với những dự án, đề án được khởi động và hoàn thiện. Cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật qua phóng sự sau. Sau nhiều nỗ lực với các chính sách ưu đãi, cảng Chân Mây đã khai trương tuyến dịch vụ vận tải container nội địa đầu tiên đến cảng vào những ngày cuối năm 2022. Với lợi thế của một cảng nước sâu tự nhiên, việc phát triển cảng Chân Mây, đặc biệt là thu hút các hãng tàu container làm hàng tại cảng, là điều kiện tiên quyết để phát triển công nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Cảng Chân Mây là một cái nơi mà có vị thế hết sức thuận lợi để mà đầu tư một cái cảng, không những đóng vai trò kết nối các cái vùng miền trong cả nước, từ Thừa Thiên Huế và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đến Hải Phòng, Hồ Chí Minh, và còn là một cửa ngõ để kết nối với khu vực Lào và Đông Bắc Thái Lan trên cái tuyến hành lang Đông Tây. Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt khởi công nhiều công trình giao thông quan trọng, kết nối cả khu vực, góp phần mở ra không gian phát triển mới như dự án cầu Thuận An và tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương. Đồng thời đã đưa vào vận hành tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn và chuẩn bị đưa vào khai thác nhà ga hành khách T2. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong năm 2023, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo động lực cho quá trình phát triển mới. Bên cạnh đó, địa phương cũng xác định công tác xúc tiến đầu tư những ngành công nghiệp mũi nhọn. Việc hỗ trợ các nhà đầu tư để triển khai các dự án đúng tiến độ là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng trong năm 2023. Hiện nay thì rất nhiều nhà đầu tư người ta đã đến nghiên cứu, nhưng mà cái việc liên quan tới là chủ yếu là trong cái phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại. Còn cái lĩnh vực mà sản xuất trong khu công nghiệp về ngoài thì cái vấn đề này là cũng đang cần rất muốn nhà đầu tư. Thì việc này đang hướng vào thị trường của châu Âu và Nhật Bản thì tỉnh sẽ có cái nội dung để xúc tiến. Năm 2023 là năm tăng tốc để Thừa Thiên Huế thực hiện các tiêu chí, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đến nay, nhiều tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội, đô thị, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế đã tiệm cận với quy định. Trong đó, nhiều địa phương đang huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở. Để xây dựng phong điên thành thị xã, thì trong năm 2023, thì huyện phấn đấu để đạt các cái tiêu chí của đô thị loại 4. Vì vậy, trong năm các năm qua, thì huyện đã tập trung nguồn lực từ cả nội lực, cả ngoại lực để đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Và đến nay thì là cơ bản hoàn thành các cái nội dung đối với cái việc xây dựng phong điền đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP từ 9 đến 10%, thu ngân sách trên địa bàn tăng 12% so với thực hiện năm 2022. Một số chương trình trọng điểm được địa phương xác định thực hiện như chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật và phát triển công nghiệp, chương trình phát triển văn hóa, du lịch dịch vụ, chương trình cải cách hành chính, chương trình phát triển nguồn nhân lực. Năm 2023 là một cái năm hết sức quan trọng, là năm bản lề cho thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh và là một cái năm tiền đề để chúng tôi xây dựng cái đề án đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, với mục tiêu thì duy trì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao từ 9 đến 10%. Mà thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo và quan tâm giảm nghèo ở các huyện miền núi, nhất là huyện miền núi A Lưới, phấn đấu đưa tỷ lệ giảm nghèo xuống còn 3,17%, và tiếp tục đầu tư một loạt các cơ sở hạ tầng để đảm bảo các tiêu chí đô thị. Hiện Thừa Thiên Huế đang nỗ lực quyết tâm tập trung hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương.